Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Biển lớn Trung Quốc bay đến khi Nga ra lệnh bắn chìm hai tàu chiến Bắc Kinh ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, xung đột dữ dội trên Biển Đông. Bất ngờ Nga bắn chìm liên tiếp hai tàu chiến Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Nga, làm cho phía Bắc Kinh tức giận bùng bùng. Sau khi nổ súng vào tàu chiến thứ nhất, lực lượng bảo vệ bờ biển của Nga đã bắn liên tiếp tục chiếc tàu chiến thứ hai của phía Trung Quốc, bắt giữ tổng cộng 100 thủy thủ đoàn. Báo chí của Trung Quốc đã nóng mặt lên tiếng chỉ trích hành động của Nga là không thể nào chấp nhận được khi liên tiếp bắn chìm tàu của phía Trung Quốc. Theo các nhà quan sát cho biết, cả hai tàu chiến trên bị bắn vì lý do xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Tân Hoa Xã dẫn lời lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Vladivostok của Nga cho biết Nga đã bắn chìm tàu chiến thứ hai của Trung Quốc chỉ cách 3 giờ đồng hồ sau khi tàu số 1 bị bắn hạ. Được biết, hai tàu chiến của phía Trung Quốc di chuyển từ đảo Hải Nam đi về vùng viễn đông của Nga để thám thính. Tuy nhiên, khi hai tàu chiến của phía Bắc Kinh đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga thì bị lực lượng bảo vệ bờ biển Nga phóng tên lửa nhấn chìm. Trước đó, theo hãng tin Moscow của Nga đưa tin, lực lượng quân đội và hải quân Nga đã rất nhiều lần nổ súng cảnh cáo hai tàu chiến của phía Trung Quốc khi xâm phạm vào vùng lãnh hải của Moscow. Theo hãng CNN cho biết, khi hai tàu chiến xâm phạm đến vùng lãnh hải Nga thì hải quân của Moscow đã yêu cầu hai tàu chiến của Trung Quốc dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, phía tàu của Trung Quốc đã phớt lờ cảnh báo và vẫn tiếp tục tăng tốc bỏ chạy, bất chấp yêu cầu dừng lại. Sau 5 giờ truy đuổi cấp tốc trên Biển Đông, tàu của Nga buộc phải nổ súng và phóng tên lửa bắn thẳng vào tàu của phía Trung Quốc nhưng không gây thương vong cho thủy thủ đoàn phía Trung Quốc. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nga cho biết, đây không phải là lần đầu tiên phía Nga thông báo cảnh cáo tới tàu chiến của phía Trung Quốc và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà hải quân của Nga cho nổ súng bắn tên lửa để răn đe phía tàu Trung Quốc. Hành vi xâm phạm vào vùng biển của Nga. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nga cho biết đã rất nhiều lần tàu chiến của phía Trung Quốc xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga ở Biển Đông. Tuy nhiên, lần này rất căng thẳng khi phía Trung Quốc không nghe theo mệnh lệnh của hải quân của Nga, buộc phía Nga phải cho phóng tên lửa, nhấn chìm hai tàu chiến nói trên. Theo tờ báo Hoàn Cầu của phía Trung Quốc đưa tin, Bắc Kinh đã thừa nhận hai tàu của phía Trung Quốc đã di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga, nhưng phía Moscow đã cho nổ súng và phóng tên lửa bắn thẳng vào hai tàu của phía Trung Quốc là không thể nào chấp nhận được. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, hành động của chính quyền Tổng thống Putin là đáng bị lên án. Hành động đó được cho là khơi mào cho một cuộc chiến tranh giữa Moscow và Bắc Kinh. Trung Quốc sẽ không bao giờ bỏ qua vụ việc này. Còn theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên China Morning Post, dẫn lời một quan chức của Bắc Kinh cho rằng Nga hành động quá nóng vội và coi thường phía Trung Quốc. Hành động đó được cho là quá bạo lực. Tờ báo còn không quên nhắc lại vụ đụng độ đầy lửa năm 2018 tại vùng biển này. Khi đó, một tàu tuần tra của Nga đã đâm bẹp một tàu cá của phía Trung Quốc vào cuộc đụng độ căng thẳng ở Biển Đông xảy ra giữa Bắc Kinh và Moscow năm đó rất khốc liệt. Suýt chút nữa thì nó đã biến thành một cuộc chiến tranh trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Nga. Thưa quý vị, theo tờ báo với Moscow của Nga dẫn lời một chỉ huy hải quân của quân đội Nga cho biết, các tàu của phía Trung Quốc liên tục xâm phạm vào vùng biển của chúng tôi. Gần đây nhất, Trung Quốc đã tròn 5 tàu tuần duyên đi vào ranh giới nguy hiểm trên bờ biển của Nga và đã bị chúng tôi thông báo nhắc nhở. Nhưng lần này phía Trung Quốc lại tái diễn. Khi chúng tôi phát đi thông báo, cảnh báo thì phía tàu của Trung Quốc đã tỏ ý thách thức, buộc chúng tôi phải sử dụng biện pháp cứng rắn để trừng trị Bắc Kinh để không có lần tái diễn tiếp theo. Tờ báo của Nga còn cho biết thêm, trong thời gian gần đây, chính quyền của Tổng thống Nga, ông Putin liên tục tăng cường cảnh giác cũng như theo dõi tất cả các hoạt động của phía Trung Quốc trên Biển Đông, bởi vì Moscow cho rằng Bắc Kinh ngày càng trỗi dậy trong khu vực. Theo hãng CNN của Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Putin tuy xác định Trung Quốc là đối tác thương mại cũng như ngoại giao nhưng Moscow cũng đồng thời xem đây là đối thủ tiềm tàng trong việc kiểm soát nguồn tài nguyên ở vùng Viễn Đông. Những năm gần đây, Nga phát triển mạnh về mặt quân sự lẫn kinh tế ở vùng Viễn Đông để gia tăng sức ép lên chính quyền ông Tập Cận Bình và để tăng cường sự hiện diện về mặt chính trị của Nga trên vùng Viễn Đông và thậm chí còn lập hẳn một bộ để trông coi khu vực này. Mục đích là để ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược và trỗi dậy của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, trước tình hình căng thẳng trên Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua chưa có hồi kết mà nguyên nhân chính là do phía Trung Quốc gây ra, Nga đã quyết định vào cuộc bắt tay với cả Ấn Độ để trừng trị phía Trung Quốc. Lãnh đạo hai bên đã nhất trí thành lập một tuyến thông thương hàng hải mới, trong đó có đoạn đi xuyên qua Biển Đông. Động thái được đánh giá sẽ thách thức trực tiếp ảnh hưởng của phía Trung Quốc ở khu vực này và cũng theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương Đông đang diễn ra tại thành phố và Moscow phái đoàn của hai nước Nga, Ấn Độ đã ký biên bản ghi nhớ về thành lập một tuyến hàng hải mới trên Biển Đông thách thức phía Trung Quốc. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ. Hai nước sẽ thành lập liên doanh, phát triển và sản xuất vũ khí.
khí tài hiện đại bậc nhất của thế giới cho quốc phòng cũng như cải thiện hệ thống hỗ trợ hậu mãi cho hai nước để sắp tới hai nước lên kế hoạch trừng trị Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, không cho Trung Quốc độc chiếm Biển Đông và ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các chuyên gia cho biết, tuyến hàng hải mới dự kiến sẽ kết nối thành phố Vladivostok của Nga với cả thành phố Mumbai của Ấn Độ và sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai nước so với tuyến hàng hải truyền thống dài hơn 16.000 km nối từ thành phố Saint Petersburg và thủ đô Mumbai của Ấn Độ hiện đại. Và các chuyên gia còn cho biết thêm, đáng chú ý nhất là một đoạn trong tuyến hàng hải này cũng băng qua khu vực Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Đây là tín hiệu cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Ấn Độ đã chạm tới một mốc quan trọng và việc hợp tác với cả New Delhi sẽ giúp và đối phó với ảnh hưởng của Bắc Kinh ở mức độ nào đó khi nước này đang tìm cách tăng cường sự ảnh hưởng của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng của Ấn Độ, ông Modi sau đó đã khẳng định tuyến hàng hải mới hoàn toàn phù hợp với chính sách hướng Đông mà New Delhi đang theo đuổi với mục tiêu phát triển hợp tác chính trị, kinh tế giữa khu vực Đông Nam Á với cả Ấn Độ. Được biết, Ấn Độ hiện là một nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới và thứ 3 tại châu Á. Hơn 55 giao thương của nước này đi qua các tuyến hàng hải quan trọng eo biển Malacca, Biển Đông, do đó đã trở thành một mắt xích trọng yếu trong tham vọng thương mại của Ấn Độ. Lợi ích của Ấn Độ sẽ càng được đảm bảo nếu vị thế của Ấn Độ ở Biển Đông được củng cố trong bối cảnh các cường quốc khác cũng đang hoạt động mạnh mẽ tại đây. Thưa quý vị, trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Ấn Độ, ông Kuban đã tuyên bố nước này quan tâm đến hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông vì vùng biển này là một phần lợi ích chung của toàn thế giới. Ấn Độ kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở tại vùng biển quốc tế theo đúng luật pháp quốc tế. Đặc biệt, Công ước về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố của Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh có rất nhiều tàu chiến của Trung Quốc đang án ngữ ở ngoài Biển Đông. Tuyên bố được đưa ra cũng trong cùng thời điểm mà nước Nga vừa cho bắn hạ hai tàu chiến của Trung Quốc ở ngoài vùng biển của Moscow, và đây là vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của nước Nga. Vì thế, các tàu chiến của phía Trung Quốc xâm phạm vào theo như quy định sẽ bị bắn bỏ nếu như không được sự cho phép của phía Moscow, và chắc chắn trong thời gian tới, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ chỉ trích lên án phía Nga đã bắn hạ hai tàu chiến của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Thời tiết khắc nghiệt đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sau nhiều tuần nhiệt độ tăng cao, hạn hán và vấn đề thiếu điện dịu bớt. Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong 10 ngày tới, miền Tây Trung Quốc sẽ đón nhận những trận mưa lớn liên tục. Mưa lớn gây ra nhiều thảm họa địa chất và Tứ Xuyên đã khẩn cấp sơ tán hơn 119.000 người và hơn 35.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh và các khu vực phía Tây khác của Trung Quốc mới chỉ dần thoát khỏi mối đe dọa hạn hán và thiếu điện. Giờ đây, họ đang phải đối mặt với mưa lớn ảnh hưởng đến nền kinh tế và sinh kế của người dân. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh lam cho tỉnh Tứ Xuyên và các nơi khác vào 2 ngày cuối tháng, có mưa to hoặc rất to ở miền Trung và miền Bắc Giang Tô và những nơi khác. Do đó, tỉnh Tứ Xuyên đã triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4, kế hoạch ứng phó vào ngày 28, đồng thời sơ tán khẩn cấp 60 mỏ than và 264 công nhân không thuộc mỏ than trong khu vực bị ảnh hưởng. Theo báo cáo của CCTV, tính đến 7 giờ ngày hôm qua, kể từ khi lượng mưa ngày hôm qua ở Tứ Xuyên, hơn 35.000 người ở Miên Dương, Nghệ An, Ba Trung và các tỉnh khác đã bị ảnh hưởng và đã được thống kê kiểm chứng. Hiện tại, 8 thành phố và 54 quận ở tỉnh Tứ Xuyên đã ban hành cảnh báo mưa bão và 2 thành phố và 16 quận đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt. Trong đó, từ 17 giờ chiều thứ ba đến 7 giờ sáng thứ tư, lượng mưa lớn nhất xảy ra ở làng Yên Hải, thị trấn Lệ Giang, huyện Thương Khê, thành phố Quảng Nguyên đạt 187,7 mm. Một số các con sông có kích thước nhỏ và vừa ở Đức Dương, Miên Dương, Quảng Nguyên và những nơi khác có thể chạm hoặc vượt quá mực nước cảnh báo lũ lụt. Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc chỉ ra rằng trong 10 ngày tới, khu vực phía Tây Trung Quốc sẽ tiếp tục có lượng mưa lớn và số ngày mưa sẽ nhiều hơn gấp đôi. Kể từ tháng trước, hầu hết các khu vực Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên và Trùng Khánh tiếp tục hứng chịu nhiệt độ cao và hạn hán, đất bị mất nước trở nên tơi xốp hoặc kết tụ và cứng lại, và có khi lũ đã làm gia tăng rủi ro thiên tai địa chất. Nhiệt độ cao và hạn hán kéo dài nhiều tuần ở Tứ Xuyên và những nơi khác đã dẫn đến tình trạng thiếu điện, sau đó là nhiệt độ giảm và lượng mưa lớn xảy ra ở nhiều nơi.
Hôm thứ Tư, Lưới điện Nhà nước Trung Quốc cho biết mực nước tiêu thụ điện công nghiệp và thương mại nói chung ở tỉnh Tứ Xuyên đã phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, trước thách thức của hạn hán và lũ lụt đột ngột, Bộ Quốc phòng và Bộ phận Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc nhấn mạnh rằng cần phải kiên quyết kiểm soát lũ lụt và chống hạn hán, đồng thời tận dụng triệt để nguồn nước mưa dưới mức an toàn để đảm bảo an toàn chống lũ, đồng thời cử hai tổ công tác hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa. Tại huyện Trung Dương, thành phố Lục Lương, tỉnh Sơn Tây, mưa lớn từ hôm thứ Ba đến thứ Tư tuần đầu của tháng này đã gây ra lũ quét, 6 người bị lũ cuốn trôi, 1 người được cứu sống, 5 người còn lại mất tích. Cuộc giải cứu tại chỗ kéo dài 16 ngày cho đến ngày thứ Bảy tuần trước và tất cả hài cốt của những người mất tích đã được tìm thấy. Vào tối hôm thứ Ba, huyện Trung Dương hứng chịu trận mưa xối xả lớn nhất trong năm nay. Mưa lớn gây lũ lụt, nhiều làng mạc, thị trấn bị ngập lụt, đường xá, xe cộ bị nước lũ cuốn trôi. Vào thời điểm đó, đài quan sát khí tượng của quận đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam, kích hoạt ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 2 và triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu hộ và cứu trợ thiên tai một cách toàn diện. Các bộ phận liên quan đã chỉ ra vào thứ Bảy tuần trước rằng mưa lớn đã gây ra lũ quét và nhiều người đã bị lũ quét cuốn trôi ở đoạn đầu tiên của đường cao tốc Lixi. Sau khi được các nhân viên y tế tại hiện trường kiểm tra, tất cả những người mất tích đều đã tử vong. Tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, mưa dông lớn cũng kéo dài từ thứ Năm đến thứ Sáu, khiến đường xá ngập lụt, nhiều danh lam thắng cảnh phải tạm thời đóng cửa. Dự báo cuối tuần này, nhiều nơi ở Sơn Đông vẫn có mưa vừa đến mưa to, mưa rất to kèm theo sấm sét ở một số khu vực. Vào sáng thứ Năm, Đài quan sát khí tượng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông đã đưa ra 3 tín hiệu cảnh báo sớm về dông bão và gió mạnh màu vàng cho sấm sét và màu xanh lam cho mưa lớn. Ngoài ra, Liêu Thành, Tế Nam, Truy Bác, Nhật Chiếu và những nơi khác có mưa rõ rệt hơn, dông bão ở một số khu vực kèm theo gió mạnh cấp 7. Do ảnh hưởng bởi dông bão, một số khu vực khác và khu vực của khu thắng cảnh Lao Sơn Thanh Đảo đã bị ngập nước. Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, một số khu du lịch đã được thông báo đóng cửa trong cùng ngày. Vào sáng sớm ngày thứ Sáu, trung tâm thành phố Thanh Đảo tiếp tục có dông bão, bầu trời tối như đêm. Cục khí tượng địa phương phát đi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 7 giờ 45 phút sáng trên đường Song Linh ở quận Lão Sơn do nước ngập nông tại một số giao lộ, một số người dân chỉ cần đi dép và lội qua nước. Trên một số tuyến đường bị ngập nặng, nhân viên các sở ngành túc trực hỗ trợ các địa phương bị hỏng hóc, đội vệ sinh môi trường và phòng chống lụt bão cũng được cử khẩn cấp đến giúp khơi thông các tuyến kênh bị bồi lấp. Cho đến tối thứ Sáu, Thanh Đảo vẫn nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, mưa rất to kèm theo sấm sét. Ở một số khu vực, sương mù cục bộ và gió giật cấp 8 đến cấp 10. Thưa quý vị, kể từ giữa tháng này, cơn bão số 22 Kaju cấp bão mạnh và là cơn bão nhiệt đới số 4 năm nay đã đổ bộ vào các tỉnh Hải Nam, Chiết Giang và Quảng Đông. Mưa liên tục gây ngập lụt và thiệt hại nặng nề cho đất canh tác. Nhiều trường học ở Hải Nam phải đóng cửa, giao thông bị tắc nghẽn. Theo nanhai.com, Kaju đã bắt đầu ảnh hưởng đến thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam vào hôm thứ Năm tuần trước và thành phố đã đưa ra cảnh báo đỏ về bão. Những chiếc thuyền trong khu thắng cảnh bãi biển Holiday đã ngừng hoạt động và sẽ được cố định vào bờ. Vào hôm thứ Sáu, các trường học ở 11 thành phố và quận bao gồm thành phố Hải Khẩu, thành phố Tam Á, thành phố Vân Xương và thành phố Quỳnh Hải ở tỉnh Hải Nam đã đóng cửa trong một ngày và toàn bộ thành phố Tam Á đóng cửa trong 2 ngày. Việc bán vé cho tuyến đường sắt cao tốc quanh đảo Hải Nam sẽ bị đình chỉ từ hôm thứ Năm đến thứ Bảy và tất cả các chuyến bay qua eo biển Huỳnh Châu sẽ bị đình chỉ. Hôm thứ Năm, có thể thấy trên màn hình chuyến bay điện tử tại sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu rằng hầu hết các chuyến bay đã bị hủy. Tính đến 11 giờ trưa thứ Năm, có 262 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng khoảng 39.000 hành khách. Để ứng phó với lượng mưa lớn do cơn bão số 4 mang lại, hồ chứa nước Lộc Lăng ở Quỳnh Hải đã bắt đầu xả lũ trước thời hạn vào 2 ngày trước đó. Theo báo cáo của CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi Kaju vào lúc 3 giờ 40 phút sáng thứ Sáu, đài quan sát khí tượng của quận Phổ Đà, Chu Sơn, Chiết Giang đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Từ sáng sớm, mưa lớn đổ bộ xuống quận Phổ Đà, một số tuyến phố bị ngập, chỗ ngập sâu hơn 1,3 mét, khiến người dân bị mắc kẹt. Lượng mưa ở Đông Cương, Nam An lên tới 540mm, cao nhất trong tỉnh, dẫn đến lũ lụt khắp nơi. Bão đi đến đâu, một diện tích lớn lúa đổ rạp, ruộng đồng ngập úng gây thiên tai nặng nề. Sau đó, bão số 4 đổ bộ vào bờ biển huyện Hứa Ôn, tỉnh Quảng Đông, gây gió giật cấp 8 đến 10 độ ở thành phố Lôi Châu kèm theo mưa to đến rất to, mưa lớn ở nhiều nơi.
loại cây trồng tại địa phương như mía, khoai lang, rau màu bị thiệt hại nặng nề, nhất là lúa đang giai đoạn làm đồng có thể bị giảm sản lượng. Kano, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải và những nơi khác bị ảnh hưởng cũng sẽ có mưa hoặc thậm chí mưa lớn. Mưa lớn có thể gây ngập úng đô thị, lũ lụt trên núi, lở đất, lở núi và các thảm họa khác. Kính thưa quý vị, nhiều ngày mưa xối xả đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở Hồ Nam, Quý Châu, miền Trung và miền Bắc Quảng Tây, miền Bắc Giang Tây, miền Đông Nam Hồ Bắc và miền Nam An Huy ở Trung Quốc đại lục. Trận lũ số 2 năm nay trên sông Dương Tử đã hình thành trong vòng một tuần. 160 con sông đã xảy ra lũ trên mức cảnh báo. Nhiều khu vực rộng lớn ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam bị ngập lụt nghiêm trọng. Chẳng hạn như thành phố nước Vinh, đảo Cam Trường Sa cũng bị ngập lụt. Toàn bộ hòn đảo gần như bị nhấn chìm hoàn toàn. Theo thống kê chính thức, kể từ hôm thứ Tư tuần trước, lượng mưa lớn ở Hồ Nam đã khiến 4.030.700 người ở 1.207 thị trấn thuộc 115 quận, 14 thành phố và 115 huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng, với 2.951.600 ha hoa màu bị hư hại, 6.369 ngôi nhà sụp đổ và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 6,014 tỷ nhân dân tệ, khiến 31 người chết do thiên tai và 8 người mất tích. Hiện nhiều sông và hồ chứa nước ở Hồ Nam đã vượt mức nước cảnh báo. Vào lúc 10:04 phút ngày thứ Bảy, Cục Khảo sát Thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh Hồ Nam đã đưa ra cảnh báo lũ đỏ, nghĩa là mực nước tại khu vực này sẽ đạt hoặc vượt mức cao nhất trong lịch sử. Truyền thông đại lục đưa tin vào lúc 7:00 sáng thứ Bảy, mực nước tại trạm Trường Sa trên sông Tương Giang đã đạt 39,22m, cao hơn 0,04m so với mực nước cao nhất trong lịch sử. Tại khu vực biệt thự Tinh Siang Sili ở vùng đất ngập nước Hồ Lục Dương ở thành phố Trường Sa, nước ở tầng 1 của ngôi nhà ngập sâu hơn 1,7m và người dân phải dựa vào thuyền để đi lại. Cư dân trong cộng đồng Sili ở Tinh Siang Hesi chờ đợi trong nước lũ trước nhà của họ để đi ra ngoài bằng thuyền. Theo ghi nhận, nước lũ đã gần như nhấn chìm toàn bộ tầng 1. Khoảng sân nơi cư dân thường vui chơi, nô đùa nay đã trở thành biển nước mênh mông. Trước đây, đường bộ bây giờ là đường thủy. Cư dân của Sili Tinh Siang nói đùa rằng họ sống ở thành phố nước Vani. Những bức tường ở khu vực sân cao gần như chìm hoàn toàn trong nước, lũ vẫn cao, chưa có dấu hiệu rút. Đến 16 giờ chiều thứ Bảy, mực nước tại trạm Trường Sa của sông Tương Giang đạt 40,46m, cao hơn kỷ lục lịch sử 1,28m. Vào tối thứ Sáu, danh lam thắng cảnh Bách Tử Châu ở Trường Sa, nơi nằm dưới mực nước siêu cảnh báo, đã bị lũ đi qua và đến hôm thứ Bảy, toàn bộ hòn đảo gần như bị nhấn chìm hoàn toàn. Từ những bức ảnh chụp từ trên không, danh lam thắng cảnh trông giống như một hàng không mẫu hạm. Kể từ sáng thứ Sáu, hơn 10 con đê đã bị vỡ ở thị trấn Huệ Đường, sông Ngô Giang, Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam với tổng chiều dài 5km, lũ lụt dữ dội tràn vào thị trấn chợ và các cánh đồng, gây ra thảm họa ở làng Kim Long, Huệ Đường và làng Song Bôn, trong đó nơi ngập sâu nhất hơn 4m. Theo báo cáo, thị trấn Huệ Đường đã làm hư hại hơn 30.000 ha đất nông nghiệp, mất hơn 10.000 ha hoa màu, làm sập hơn 1.200 ngôi nhà và gây ra hơn 360 điểm sạt lở đất, 12 người chết và 4 người mất liên lạc. Bắt đầu từ trưa thứ Sáu, huyện Chân Hy, Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã mở ra đỉnh lũ thứ hai ở sông Doan do đợt mưa này gây ra. Mực nước sông Doan đoạn qua huyện Chân Hy đạt 127,55m, cao hơn mực nước cảnh báo là 7,55m. Vào khoảng 16 giờ chiều thứ Sáu, một trận lở đất bất ngờ xảy ra tại tổ Vương Gia Loan thuộc làng Juta, trước đây là làng Song Long Đàm, thị trấn Vệ Sơn, huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam, khiến 3 người thiệt mạng, 19 người bị thương và 5 người mất liên lạc. Hôm thứ Bảy, phản ứng khẩn cấp đối với giám sát thảm họa địa chất và cảnh báo sớm ở tỉnh Hồ Nam đã được nâng cấp từ cấp 3 đến cấp 2 và phản ứng khẩn cấp đối với thảm họa địa chất ở huyện Ninh Hương, thành phố Trường Sa đã được nâng cấp lên cấp 2. Hôm thứ Sáu, tòa nhà ký túc xá dành cho nam và nữ sinh năm thứ nhất ở cơ sở phía nam của trường trung học cơ sở 1 Tương Hương, tỉnh Hồ Nam đã bị ngập lụt. Đến 6 giờ sáng thứ Bảy, nước đã ngập đến thắt lưng. Ngôi trường có 1.300 nam sinh lội qua nước. Hôm thứ Sáu, nhiều tuyến đường cao tốc ở Hồ Nam bị đóng cửa, nhiều chuyến tàu và chuyến bay bị hủy. Tại các quảng trường xung quanh ga đường sắt cao tốc Nam Trường Sa cũng có rất nhiều nước, giao thông đường bộ bị tê liệt. Nước thấm rột trên đỉnh sảnh chờ của ga đường sắt cao tốc. Trong ngày thứ Bảy, có hơn 150 đoàn tàu hiển thị ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động hoặc chuyển hướng. Đường sắt cao tốc nhiều tàu cũng được thông báo tạm dừng. Chiều thứ Bảy, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn, mưa dông bao phủ diện rộng, bao phủ hơn 10 tỉnh phía Nam Trung và hạ lưu sông Dương Tử kéo dài và dữ dội.
từ tối thứ Bảy đến sáng Chủ nhật ở Vĩnh Châu, Sâm Châu, Hành Dương và các khu vực phía Nam Chu Châu có mưa vừa phải, mưa lớn cục bộ. Ngoài ra, tính đến 12 giờ trưa thứ Bảy, lượng mưa lớn đã khiến thành phố Quảng Tây, Quế Lâm, Tuyền Châu, Tử Nguyên, Long Thành, Dương Sóc, Linh Quy, Linh Xuyên, Hưng An, Vĩnh Phúc, Bình Lạc, Liễu Châu, Mạnh Sơn, thành phố Nam Ninh, Vũ Châu lũ lụt thiên tai xảy ra ở 13 quận thuộc 5 thành phố gồm thành phố Mạnh Sơn, thành phố Long Lâm, thành phố Bách Sắc. 181.600 người đã bị ảnh hưởng, 242 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 166 triệu nhân dân tệ. Gần đây, mưa lớn liên tục xảy ra ở nhiều vùng của Trung Quốc đại lục. Thời tiết khắc nghiệt như mưa to, gió lớn, mưa đá đã tàn phá 17 tỉnh và khu vực. Tính đến 9 giờ sáng Chủ nhật, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Quảng Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ xanh vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 22 trạm của 20 con sông bao gồm sông Lạc Thanh, sông Liễu Giang, sông Hồng Thủy, sông Tây Giang, sông Hữu Giang, các sông ven biển phía Nam Quảng Tây và sông Bắc Lưu đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo tối đa 1,8 mét. Bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt lịch sử của sông Liễu Giang, một nhánh của sông Tây Giang, dòng chính ở trung và hạ lưu sông Tây Giang đã trải qua lũ lụt nghiêm trọng. Dự kiến đến chiều Chủ nhật, trạm Liễu Châu trên sông Liễu Giang sẽ có mực nước đỉnh lũ cao hơn mức cảnh báo khoảng 1,5 mét. Mực nước khu vực trung và hạ lưu Vũ Tuyên, Vũ Châu, sông Tây Giang, nước sẽ tiếp tục dâng cao từ 1 đến 3 mét. Sông Tây Giang sẽ hứng chịu đợt lũ thứ nhất của năm nay. Tính đến ngày Chủ nhật, trận lũ vượt mức cảnh báo lần thứ nhất đã xảy ra tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây trong vòng nửa tháng. Tính đến 16 giờ chiều Chủ nhật, mực nước ở đoạn sông Liễu Giang thuộc thành phố Liễu Châu đạt 83,61 m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,11 m. Lũ lụt đã nhấn chìm các cơ sở hạ tầng, đường xá và tầng 1 của những ngôi nhà dọc theo bờ biển. Các cửa hàng dọc theo bờ biển buộc phải di rời sớm để trú ẩn. Thưa quý vị, kể từ hôm thứ Tư, mưa lớn liên tục xảy ra ở thành phố Kamdo và Sơn Nam, Tây Tạng. Tính đến hôm Chủ nhật, khoảng 16.000 người bị ảnh hưởng và một người mất tích tại 11 quận huyện của hai thành phố Kamdo và Samnan. Hơn 200 nhà cửa bị thiệt hại ở mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 33 triệu nhân dân tệ. Lở đất tấn công nhiều nơi ở Tân Cương. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục gần đây, lở núi và lở đất đã xảy ra ở nhiều khu vực của Tân Cương và thông tin liên lạc ở một số khu vực miền núi đã bị gián đoạn. Rạng sáng ngày thứ Bảy, một vụ lở đất xảy ra tại thị trấn Bất Lô Khẩu, huyện A Tô, Kế Châu, Tân Cương khiến một số tuyến đường bị vùi lấp. Hơn 200 phương tiện và hơn 1.000 người bị mắc kẹt. Vào khoảng 22 giờ đêm thứ Tư, tại K168, K185, đoạn Tân Cương, thuộc đường cao tốc Tân Cương, Tây Tạng đã xảy ra 11 vụ lở núi, lở đất khiến tuyến đường bị chia cắt. Theo điều tra tại chỗ, tổng khối lượng sạt lở của thiên tai này vào khoảng 16.000 mét khối. 9 tỉnh miền Nam bị lũ cuốn. Tính đến 9 giờ sáng ngày Chủ nhật, thiên tai lũ lụt, gió và mưa đá ở các vùng phía Nam kể từ hôm thứ Tư đã khiến cho 121 quận thuộc 52 thành phố thuộc 9 tỉnh Giang Tô, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam có 1,032 triệu người bị ảnh hưởng, 31 người chết, 12 người mất tích, 734.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên tới 900 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, Hồ Bắc, Quý Châu, Vân Nam và các tỉnh khác là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổng cộng có 272.000 người bị ảnh hưởng tại 27 quận và huyện ở 9 thành phố bao gồm Hoàng Thạch, Thập Yển và Nghi Xương ở tỉnh Hồ Bắc, 29.300 hecta cây trồng bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế là 330 triệu nhân dân tệ. 269.000 người bị ảnh hưởng tại 24 quận và huyện ở 7 thành phố bao gồm Lục Bàn Thủy, Tuân Nghĩa và An Thuận ở tỉnh Quý Châu, 129.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại là 230 triệu nhân dân tệ. 10,3 triệu người bị ảnh hưởng tại 28 quận và huyện tại 13 thành phố bao gồm Húc Tĩnh, Ngọc Khê và Bảo Sơn ở tỉnh Vân Nam, 56.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại là 210 triệu nhân dân tệ. 6 tỉnh miền Bắc hứng chịu thiên tai gió và mưa đá. Kể từ hôm thứ Năm, thời tiết khắc nghiệt cũng đã xảy ra như mưa lớn, gió mạnh và mưa đá ở các vùng phía Bắc Trung Quốc và Tây Bắc Trung Quốc. Trong số đó, đường kính tối đa của hạt mưa đá ở huyện Sơn Dương, tỉnh Thiểm Tây là 4cm và sức gió tức thời ở huyện Diên An, Bảo Tạ đạt cấp 10, gây thiệt hại lớn cho nhiều loại cây trồng. Theo thống kê, tính đến ngày Chủ nhật tuần này, có 228.000 người và 31 người chết đã bị ảnh hưởng tại 40 quận và huyện
thuộc 21 thành phố và 6 tỉnh bao gồm Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc và Thanh Hải. 21.200 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên tới 200 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại 4 thành phố và 6 huyện gồm Dương Tuyền, Trường Trị và Vận Thành thuộc tỉnh Sơn Tây. 51.000 người bị ảnh hưởng, 6.200 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại gần 66 triệu nhân dân tệ. 51.000 người bị ảnh hưởng tại 13 quận, huyện của 5 thành phố gồm Tây An, Vệ Nam và Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây. 2.600 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 38 triệu nhân dân tệ. 64.000 người bị ảnh hưởng tại 11 quận, huyện thuộc 3 thành phố Lạc Dương, Bình Định Sơn và Tam Môn Hiệp của tỉnh Hà Nam. 4.700 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại lên tới hơn 37 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, phần phía nam của đất liền bị lũ lụt tấn công, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tòa nhà. Mực nước sông Dương Tử ở Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc từng vượt qua mực nước cảnh báo khiến Quán Âm Các, hay còn gọi là đình Quán Âm, có lịch sử hơn 700 năm bị ngập với nền móng cao hơn chục mét. Nhưng tòa nhà đình Quán Âm vẫn được giữ nguyên. Có thông tin cho rằng đình Quán Âm không bị hư hại khi có trận lụt lớn vào năm 1998. Theo các báo cáo, lũ lụt ở miền Nam do mưa lớn đã khiến mực nước sông Dương Tử ở Ngạc Châu vượt qua mức cảnh báo. Một số người dân địa phương lo lắng liệu Quán Âm Các ở Ngạc Châu có bị lũ lụt làm hư hại hay không, nên họ đã đến sông Dương Tử để chụp ảnh trên không của quán âm nhạc vào hôm Chủ nhật tuần trước. Có thể thấy từ các cảnh quay trên không rằng lũ lụt đã nhấn chìm phần đế cao hơn 10 mét bên dưới Quán Âm Các, nhưng nó vẫn bình an vô sự trong lũ. Cư dân mạng quay clip cho biết tòa nhà đình Quán Âm rất hùng vĩ, sau hàng trăm năm chịu tác động của nước sông, nó vẫn đứng vững. Được biết, đình Quán Âm nằm trên một dạng san hô ở trung tâm sông Dương Tử, bên ngoài cổng phía đông của thành phố Ngạc Châu, được xây dựng bởi Thiết Sơn, Kiến Nghĩa vào thời nhà Nguyên. Vào năm 1280 sau Công Nguyên, trong lịch sử lũ lụt vào năm 1954 và 1998 đã chạm đến cửa sổ của đình Quán Âm. So với các dự án đậu phụ ở nhiều nơi trên đất liền, tòa nhà cổ kính 700 năm tuổi vẫn có thể duy trì đến bây giờ. Cư dân mạng than thở, thật xấu hổ cho ngành xây dựng ngày nay. Tôi không biết rằng đó là đình Quán Âm, tôi đã nghĩ rằng đó là một tàu du lịch. Sông Tương Giang giờ đón đỉnh lũ cao nhất lịch sử toàn lưu vực bước vào tình trạng khẩn cấp cao nhất. Theo Xiaoxiang Morning News đưa tin rằng việc kiểm soát lũ của sông Tương Giang đã bước vào thời điểm quan trọng. Trận lũ này chưa thoát khỏi mực nước cảnh báo, một đợt mưa lớn mới là ập đến. Dữ liệu cho thấy mực nước bên dưới Chu Châu, dòng chính của sông Tương Giang đã tăng trở lại. Trạm Tương Đàm và trạm Trường Sa trên dòng chính của sông Tương Giang dự kiến sẽ tạo đỉnh lũ gần với mực nước cao nhất trong lịch sử. Tình hình lũ lụt rất nguy cấp. Trước tình hình kiểm soát lũ lụt cực kỳ nghiêm trọng, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh đã quyết định triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ cao nhất đối với các thành phố và huyện dọc theo sông Tương Giang bắt đầu từ 16 giờ ngày hôm qua. Được biết, đây là lần đầu tiên tỉnh này triển khai ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 1. Trạm Siang Tan và trạm Trường Sa đang tiến gần đến mực nước cao nhất trong lịch sử. Do có mưa lớn 342 thị trấn và mưa cực lớn ở 7 thị trấn, bắt đầu từ hôm thứ Ba tuần trước, mưa lớn mưa rất to lan rộng ở miền Trung và Tây Nam, Hồ Nam, thượng nguồn sông Nguyên Thủy, thượng nguồn sông Tử Thủy và hạ lưu sông Tương Thủy nhìn chung giảm. Trên địa bàn tỉnh, diện tích mưa trên 200mm và 40.000 km2, diện tích mưa trên 100mm và 77.000 km2, có 37 trạm có lượng mưa ngày vượt quá 200mm và 199 trạm có lượng mưa ngày vượt quá 100mm, có 54 trạm có lượng mưa ngày vượt quá 50mm. Lớn nhất là ga Kim Giáp Đông ở quận Supu, thành phố Hoài Hóa, 280,5mm. Theo quan sát của Cục Khí tượng, lượng mưa tối đa hàng ngày là 247,3mm tại thành phố Hoàng Hồ, huyện Trường Sa. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước ở Hồ Tứ Thủy và Động Đình đều dâng cao. Trong số đó, mực nước bên dưới Chu Châu, dòng chính của sông Tương Giang đã tăng trở lại khi trận lũ vừa qua vẫn chưa thoát khỏi mực nước cảnh báo. Vào lúc 14 giờ chiều thứ Tư, mực nước của trạm Tương Giang Trường Sa là 37,32m, cao hơn mực nước cảnh báo là 1,32m. Mực nước của trạm Tương Đàm là 39,53m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,53m, tốc độ dòng chảy là 16.900m³/giây. Trạm Chu Châu là 41,06m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,06m và tốc độ dòng chảy là 12.800m³/giây.
Theo dự báo mới nhất vào đêm qua, trạm Tương Đàm, dòng chính của sông Tương Giang sẽ có đỉnh lũ từ 40,5 đến 40,8 m vào lúc 4 giờ sáng thứ năm, với lưu lượng đỉnh là 20.000 m3 mỗi giây. Mực nước trong lịch sử của trạm là 41,95 m, mực nước tại trạm Trường Sa sẽ đạt 38,4 đến 38,8 m từ 7 giờ đến 10 giờ sáng thứ năm, và mực nước cao nhất trong lịch sử của trạm là 39,18 m. Phân tích dữ liệu khí tượng cho thấy, từ thứ Tư đến thứ Năm vẫn sẽ có mưa lớn ở khu vực Trung và Nam tỉnh Hồ Nam. Hầu hết các khu vực sẽ có mưa lớn trên mực nước cảnh báo. Trung và hạ lưu sông Tương Giang, nước sẽ tiếp tục dâng cao và tình hình kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Tương Giang là vô cùng nghiêm trọng. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt bão tỉnh đã tổ chức hiệp thương ba bên, yêu cầu xử lý triệt để tình huống bất lợi mà sông Tương Giang gặp phải là đỉnh lũ. Đêm qua, Thái Khải Hoa, Phó Chỉ huy điều hành của Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử, kiêm Giám đốc Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử, từ tuyến đầu kiểm soát lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp ở Giang Tây đã vội vã đến Tương Đàm để chỉ đạo chống lũ lụt. Sau khi vào Mỹ, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mưa lớn liên tục ở Trung và Thượng Lưu sông Dương Tử, mực nước ở đoạn Nam Kinh của sông Dương Tử đã tăng đều đặn. Vào lúc 10 giờ 10 phút sáng hôm qua, mực nước thủy triều cao tại trạm Nam Kinh hạ nguồn của sông Dương Tử đã vượt quá mực nước cảnh báo là 8,5 m và đạt 8,52 m vào lúc 11 giờ 05 phút sáng. Phóng viên được biết từ cuộc họp báo về công tác kiểm soát lũ lụt của Cục Thủy lợi thành phố ngày hôm qua rằng đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua đường này vượt quá đường cảnh báo, lần trước là vào năm 2005 là 8,90 m. Mực nước sông Dương Tử có thể lên tới 9 m vào ngày mai. Nhìn vào Nam Kinh từ mùa đông năm ngoái đến tháng 4 năm nay, mưa rất nhiều và lượng mưa rất lớn. Từ Hiểu Đông, Phó Giám đốc Cục Bảo tồn nước thành phố cho biết, lượng mưa của thành phố từ tháng 1 đến tháng 4 là 363 đến 430 mm, bằng mức trung bình nhiều năm, cao hơn 20 đến 30%. Cục khí tượng dự báo từ hôm nay đến thứ Sáu tuần sau, thời tiết ở Nam Kinh sẽ có dông bão chi phối. Nhìn chung lượng mưa không lớn, nhưng không loại trừ trường hợp mưa lớn tại một số điểm. Theo dự báo của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử, lưu lượng của trạm Đại Đồng sẽ đạt khoảng 65.000 m3 trên giây vào hôm thứ Hai, cộng với lưu lượng nước thượng nguồn. Do ảnh hưởng các yếu tố như thủy triều, ước tính mực nước tại trạm hạ quan Nam Kinh của sông Dương Tử có thể đạt 9 m vào ngày mai. Với việc dòng chảy từ sông Dương Tử chảy qua và lượng mưa giảm, dự kiến sau khi đạt mức nước cao vào thứ Hai, mực nước có thể giảm dần, nhân viên Cục Bảo tồn nước thành phố phân tích. Bị ảnh hưởng bởi mực nước sông Dương Tử dâng cao, mực nước tại trạm núi Đông Tần Hoài gần đây là 8,0 đến 8,1 m. Ngoài ra, khả năng tích nước của các hồ đập của thành phố cao hơn cùng kỳ các năm trước từ 10 đến 30%. Hiện mực nước của 7 trong số 13 hồ chứa vừa trên địa bàn thành phố đã sấp xỉ mực nước giới hạn lũ, hơn 60% trong số 238 hồ chứa nhỏ đã ở mức mực nước giới hạn lũ. Nhìn chung, mực nước các sông, hồ, hồ chứa trên địa bàn thành phố cao hơn bình thường cùng kỳ. Kính thưa quý vị, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ở Quảng Đông, 3 ngày tới sẽ có mưa lớn. Đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông ngày hôm qua thông báo rằng vùng nhiễu động nhiệt đới ban đầu nằm ở vùng biển phía đông Đài Loan đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua. Tâm của nó ở trên vùng biển, cách thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến khoảng 90 km về phía đông nam vào lúc 17 giờ. Sức gió tối đa vùng gần tâm mạnh cấp 6, khoảng 13 m trên giây, tương đương 46 km trên giờ, và áp suất không khí tối thiểu ở trung tâm là 996 HPA. Đài khí tượng Thủy văn dự báo áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng phát triển thành bão nhiệt đới hay cuồng phong, sẽ sớm đổ bộ vào Phúc Kiến và cường độ có xu hướng yếu dần. Gió trên mặt biển phía đông tỉnh Quảng Đông, eo biển Đài Loan và Bắc Biển Đông mạnh dần lên cấp 5, cấp 6. Hoàn lưu áp thấp suy yếu bắt đầu ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Đông từ hôm nay, mang theo lượng mưa lớn rõ rệt hơn. Theo quan trắc, do rãnh áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu dần nên trong ngày hôm qua, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Đông vẫn xảy ra mưa dông. Ngoại trừ Hoa Đô, Phiên Ngung, Mao Ninh, Dương Sơn, Huệ Dương vẫn có nhiệt độ cao trên 37 độ C. Hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Đông nhiệt độ cao đã dịu bớt, cao nhất phổ biến ở mức 32 độ đến 34 độ C. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, chịu ảnh hưởng của hàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong ngày hôm nay ở phía Bắc Quảng Đông và phía Đông Quảng Đông sẽ có mưa vừa đến mưa to, các khu vực còn lại có mưa to cục bộ, mưa dông cục bộ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông và gió giật mạnh khoảng cấp 8. Ngày mai, phía đông tỉnh Quảng Đông có mưa vừa đến mưa to, các tỉnh còn lại có mưa rào hoặc dông vài nơi.
Ngày hôm sau, khu vực phía đông và đồng bằng Châu Giang sẽ có mưa vừa đến mưa to. Các khu vực còn lại sẽ có mưa rào hoặc dông. Từ 9 giờ tối qua, Quảng Châu có mưa lớn. Từ 10 giờ 30 phút, Đài quan sát khí tượng Quảng Châu phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Đến 11 giờ, mưa ở trung tâm thành phố đã ngớt, nhưng nhiều nơi đã xảy ra ngập úng trên địa bàn thành phố. Dự kiến hôm nay Quảng Châu nhiều mây có dông, ngày mai có mưa vừa đến mưa to, ngày mốt có mưa to, mưa rào cục bộ. Sau vụ tê liệt giao thông ngày hôm qua ở Vũ Hán và lũ tàu điện ngầm như thác nước, nhiều nơi ở Nam Kinh đã bị ngập lụt nghiêm trọng vào ngày hôm nay. Một số giao thông bị gián đoạn và các chuyến tàu cao tốc bị đình chỉ. Thị trấn Tam Hà, thị trấn nghìn năm tuổi ở tỉnh An Huy, mấy ngày nay hứng chịu lượng mưa lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng, có thể lặp lại thảm họa diệt vong của hơn 30 năm trước. Trong tuần qua, các khu vực dọc trung và hạ lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phía đông Tây Nam đã trải qua lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đại lục bao gồm Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Hồ Nam, Giang Tô và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng và 140 con sông trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Nhiều tuyến đường ở Nam Kinh tắc nghẽn, đường sắt cao tốc ngừng hoạt động. Sau Nam Kinh, Giang Tô hứng chịu mưa lớn, nhiều nơi trong thành phố bị ngập lụt vào ngày hôm nay và nhiều khu dân cư bị ngập lụt bao gồm khu vui chơi A Trung, Trúc Lưu, Nam Nguyên và khu biệt thự Trúc Lưu mới ở khu vực Tây Sơn Kiều của Nam Kinh, nước ngập tương đối sâu khoảng hơn 1 mét. Sau khi hàng chục tuyến đường bị ngập nặng, giao thông bị gián đoạn, các phương tiện không thể di chuyển, không thể xuống dốc từ quốc lộ. Một số ga tàu điện ngầm trong đó có ga Trung Hoa Môn của Nam Kinh Metro tuyến 1 và Minh Pháp Plaza của tuyến 3 bị ngập nước và không thể hoạt động bình thường, khiến một lượng lớn hành khách bị mắc kẹt. Ngoài ra, tất cả các tàu cao tốc ở Nam Kinh đều bị sập, ảnh hưởng đến hơn 20 chuyến tàu đường sắt cao tốc. Sáng hôm qua, ký túc xá và khu vực sinh hoạt của Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh đã bị ngập lụt do lũ từ núi Tử Kim. Mực nước tại trạm núi Đông Tân Hoài đạt 11,43m vào lúc 6 giờ sáng qua, vượt xa mực nước cảnh báo là 8,5m. Đại học Hồ Hải nằm ở trung tâm Nam Kinh bị ngập lụt nghiêm trọng. Các sinh viên nói đùa rằng hết sông biển, bạn ở sông Hồ. Kính thưa quý vị! Trấn Tam Hà, tỉnh An Huy là một thị trấn nổi tiếng với lịch sử 2.500 năm, được gọi là thị trấn Tam Hà vì nó được nối với sông Phen Lê, sông Xeo Nan và sông Khang Bu. Phương tiện truyền thông lưu tiết lộ rằng những trận mưa liên tiếp đã khiến nước ở sông Hong Bu lân cận nước dâng sâu 4-5m, gần như ngang bằng với bờ kè. Do lượng mưa lớn liên tục ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, mực nước của hồ Chao Hu và các phụ lưu của nó là sông Phen Lê, sông Hang Bu và sông Si Hê đã vượt qua mức cảnh báo và nước sông vẫn đang dâng cao và đập đất đang trong tình trạng khẩn cấp. Do không chịu được ngâm lâu trong nước nên nguy cơ vỡ đê bao rất cao. Gần đây, chính phủ đã vận động từng nhà yêu cầu cư dân ở dưới tầng 3 trong thị trấn rời đi. Chính phủ sẽ cung cấp chỗ ăn, ở, ước tính sẽ có hơn 6.800 người cần được chuyển đi. Vào đầu giờ chiều hôm thứ Ba, một đoạn bờ kè tại cầu San Chian ở thị trấn Sang Hê có nguy cơ bị sập. Bờ kè hiện đang được túc trực 24/24 giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của gần 100.000 người dân ở phố Sang Hê, cả các dân cư ở các khu vực xung quanh. Hơn 30 năm trước, thị trấn Tam Hà bị lũ lụt tấn công, cả thị trấn chìm trong biển nước. Tại trang trại hồ cá sấu ở huyện Vu Hồ, tỉnh An Huy, một số trong số 92 con cá sấu bị nuôi nhốt trong đầm lầy rộng 40 ha đã sổng chuồng do lũ lụt gần đây. Hiện đã bắt được 5 con, nhưng chủ trang trại không biết chính xác bao nhiêu con đã rời trang trại. Anh giới thiệu với Lu Media rằng đêm thứ Bảy, do nước lũ dâng cao quá, hàng rào kẽm gai được gia cố đã bị ngập hơn 1 mét, khiến một số con cá sấu trốn thoát. Các quan chức yêu cầu phải dựng các biển báo an toàn gần các trang trại nơi cá sấu có thể xuất hiện. Hiện đã thành lập một nhóm có hơn 30 người để tìm kiếm cá sấu trong 100 hectare nước gần đó. Kể từ hôm thứ Ba, các khu vực dọc trung và lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phần phía đông của Tây Nam đã trải qua lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, Giang Tô, Quảng Tây, Quý Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Caixin.com, tính đến trưa thứ Bảy, tổng cộng 140 con sông trên cả nước có lũ trên mức cảnh báo, 40 con sông có lũ vượt quá giới hạn an toàn, 13 con sông và 17 trạm xung quanh mạng lưới sông Thái Hồ ở Giang Tô có lũ vượt mức lịch sử.
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, tính đến thứ Tư, có 1.192 quận thuộc 26 tỉnh trên cả nước bị thiên tai lũ lụt, làm 2.942.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 32,82 triệu nhân khẩu bị ảnh hưởng và 1,48 triệu nhân khẩu bị mất nhà, 186 người chết, 45 người mất tích, 56.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 50,6 tỷ nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, những ngày qua, mưa xối xả tiếp tục đổ xuống các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc, gây lũ lụt ở nhiều nơi, đe dọa trực tiếp đến đập Tam Hiệp. Vào sáng sớm hôm Chủ nhật, lũ lụt và lở đất bùng phát ở huyện Đan Bá, Tứ Xuyên, thượng nguồn đập Tam Hiệp, nhiều video trực tiếp gây sốc, nơi nhiều ngôi làng biến mất trên đường đi của dòng lũ dữ dội. Lở đất cũng nhấn chìm và chôn vùi nhiều ngôi làng, nhưng truyền thông lù nói rằng chỉ có 2 người mất tích. Mưa lớn tiếp tục ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, Đài khí tượng Thủy văn Trung ương vẫn phát cảnh báo màu vàng mưa dông. Tính đến thứ Sáu, theo thống kê chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 8,52 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở 24 tỉnh và thành phố, bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu và Trùng Khánh, và thiệt hại kinh tế trực tiếp đã vượt quá 20,6 tỷ nhân dân tệ. Vào sáng sớm ngày Chủ nhật, lũ lụt và lở đất bùng phát ở huyện Đan Bá, Cam Tư, Tứ Xuyên, thượng nguồn đập Tam Hiệp. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, tại Mai Long Câu, trấn Bản Phàm Môn, huyện Đan Bá, sông Tiểu Kim Xuyên đã bị chặn bởi lở đất và tạo thành một hồ chắn. Theo Ban Tuyên giáo huyện ủy Đan Bá ở Cam Tư, Tứ Xuyên, hồ đập đã bị vỡ và tràn bờ, nước sông chảy về hạ lưu, nhà cửa và trạm điện trong làng bị nhấn chìm và cuốn trôi. Hiện hơn 20.000 người đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Dương Hòa, một người dân làng ở Mai Long Câu cho biết, vụ lở đất xảy ra lúc 3 hoặc 4 giờ đêm và anh bị dân làng đánh thức khi đang ngủ và nói rằng vụ lở đất đã xảy ra. Được dân làng nhắc nhở, anh đã kịp thời bỏ chạy, sau đó làng bị sạt lở nhấn chìm. Ngoài Mai Long Câu, các ngôi làng ở hạ lưu sông Tiểu Kim Xuyên cũng bị ảnh hưởng bởi hồ chắn sóng. Nhân viên Ban Tuyên giáo huyện ủy Đan Bá cho biết, hồ chắn sóng đã khiến đường ở đoạn Lan Thủy Loan bị gián đoạn và một vụ lở đất đã xảy ra ở làng An Trường Trại ở Lan Thủy Loan. Đến 12 giờ cùng ngày, hồ chắn Mai Long Câu bắt đầu bị vỡ và tràn bờ. Dòng sông chảy xiết về phía hạ lưu và dòng sông gần làng An Nhân Gu ở hạ lưu đã cuốn trôi những ngôi nhà trong làng và những con đường dọc đường. Tổng cộng khoảng 1,7 km đường bị cuốn trôi, nhà máy điện Mê Linh Cu bị cuốn trôi và nhà máy điện An Tưởng Trại bị đe dọa. Vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm đó, trận lở đất ở huyện Đan Bá đã đi qua 10 địa điểm, phá hủy khoảng 22 km đường và khoảng 30 km bờ sông. Hầu hết hoa màu của dân làng đã bị phá hủy hoàn toàn. Liên quan đến thảm họa, các phương tiện truyền thông do Đảng Cộng sản Trung Quốc sở hữu chỉ đưa ra những tuyên bố nhẹ nhàng. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường cho biết có nhiều người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà ở ngôi làng bị ngập lụt. 14 người trong số họ đã được giải cứu thành công và 2 người khác đã mất tích. Tuy nhiên, qua những hình ảnh trực tiếp mà cư dân mạng đăng tải, thảm họa thật kinh hoàng. Với dòng nước lũ khổng lồ từ thượng nguồn đổ xuống, bất cứ nơi nào dòng lũ đi qua, những ngôi làng đó sẽ biến mất và lở đất bất ngờ phun trào từ đỉnh núi đã chôn vùi trực tiếp nhiều ngôi làng. Vẫn chưa biết có bao nhiêu dân làng đã chết trong khi ngủ. Một số cư dân mạng đăng video nói rằng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, thượng nguồn Tam Hiệp bị ngập lụt, một hồ chứa nhỏ bị sập, đập Tam Hiệp gặp nguy hiểm. Hiện trường sau vụ vỡ đập chứa nước Đan Bá ở Tứ Xuyên, toàn bộ ngôi làng bị phá hủy. Một cư dân mạng khác cho biết vào lúc 3 giờ 40 phút sáng Chủ nhật, một con đập ở Tứ Xuyên bị vỡ, lũ đi đến đâu, hai ngôi làng biến mất ngay lập tức. Hơn 20.000 người được chuyển đi và 2 người mất liên lạc. Hôm Chủ nhật, sông Tiểu Kim Sa ở Đan Bá, Tứ Xuyên đã bị dòng mảnh vụn trong một khe núi chặn lại thành một hồ đập. Hồ đập chứa hàng chục triệu mét khối nước. Đến trưa, nước sông tràn qua đập, lũ bắt đầu ập xuống hạ lưu dữ dội. Một số cư dân mạng cũng lo ngại về lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Nam Trung Quốc và lở đất ở huyện Đan Bá, Tứ Xuyên, chôn vùi các ngôi làng trong thung lũ. Hiện chưa rõ có bao nhiêu dân làng thiệt mạng. Một số cư dân mạng đã đăng một video nói rằng trận lũ đổ xuống và phá hủy những ngôi làng trên đường đi. Nhiều ngôi làng gần như bị san bằng. Trong số đó, sau trận lụt ở Ai Nang Khu, quận tự trị Tây Tạng, Granje, Tứ Xuyên, toàn bộ ngôi làng chỉ còn lại 15 ngôi nhà. Tuy lũ lụt và lở đất xảy ra ở huyện Kanchi Đan Ba, Tứ Xuyên, nhưng nhiều người dân lo lắng nhất hiện nay là vỡ đập Tam Hiệp. Trước đó, nhà kinh tế độc lập Crow Mountain Review đã đăng Twitter một đoạn video nói rằng
một khu vực sạt lở đất rộng lớn đã xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Sự dịch chuyển của thảm họa ngàn năm này ngày càng gia tăng, rất có thể xảy ra sự cố vỡ đập. Chỉ là nếu cứ như vậy thì Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải sẽ lại bị ngập lụt. Trong video, cảnh sạt lở đất đá do lũ quét vô cùng kinh hoàng. Cùng thời điểm này, năm ngoái, một số người dùng Twitter tiết lộ đập Tam Hiệp đã bị biến dạng và có nguy cơ sụp đổ. Đồng thời cảnh báo nếu đập Tam Hiệp sụp đổ, một nửa Trung Quốc sẽ bị tàn phá, Đảng Cộng sản Trung Quốc và những nước lớn, gia đình cũng sẽ tan nát. Tin tức đã thu hút sự chú ý quan tâm của cư dân mạng trong và ngoài nước, nhưng các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó lập luận rằng đập Tam Hiệp thực sự bị biến dạng nhưng ở trạng thái co giãn. Khi lũ lụt nghiêm trọng như ngày nay, một số người phát hiện ra rằng đập Tam Hiệp nằm dưới sự kiểm soát của quân đội và không thể chụp ảnh đập Tam Hiệp từ trên không. Thế giới bên ngoài không có cách nào biết cụ thể. Năm 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đập Tam Hiệp kiên cố và có thể chịu lũ một lần trong vạn năm. Năm 2007, đổi tên thành Ngăn Lũ Thiên Niên Kỷ. Năm 2008, người ta gọi nó rằng nó có thể chống lại trận lụt ngàn năm có một. Năm 2010, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đập Tam Hiệp có thể chịu được cơn lũ 20 năm mới có một lần. Có thể được mô tả là thay đổi lặp đi lặp lại. Vào thời điểm đó, CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia cho biết khả năng kiểm soát lũ của Tam Hiệp là có hạn, vì vậy đừng đặt tất cả hy vọng vào con đập. Với tình hình lũ lụt ở phía Nam, dư luận lo ngại về khả năng chứa và thoát lũ của Tam Hiệp, cũng như tác động đến khu vực xung quanh và nguy cơ khủng hoảng tiềm tàng của Tam Hiệp. Tiến sĩ Wang Weilu, một chuyên gia về đập Tam Hiệp, từng kết luận rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, 700.000 người sống ở Nghi Sương bên dưới sẽ chết. Ông cho biết thực tế đập Tam Hiệp sớm muộn gì cũng có thể tháo dỡ và việc tháo dỡ cũng rất dễ dàng, chỉ cần mở hết các cửa. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn làm điều này. Nếu nó bị tiêu diệt bây giờ, những thành tựu trước đây của nó sẽ không còn nữa. Bắt đầu từ đêm hôm thứ Năm, Trùng Khánh trải qua một loạt mưa lớn từ Tây sang Đông, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 410 triệu nhân dân tệ. Theo Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt thành phố, từ 20 giờ đêm thứ Năm đến 18 giờ chiều thứ Sáu, 297 trạm ở 21 quận và huyện của thành phố có lượng mưa lớn, 57 trạm có lượng mưa cực lớn. Trạm có lượng mưa 164,2mm, trong đó có 19 trạm, từ 7 giờ đến 9 giờ trong ngày có lượng mưa 110,9mm. Do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, 25 con sông trong thành phố, mực nước đã dâng cao. Trạm Kỳ Giang, Đông Tây có mực nước cao nhất là 284,78m vào lúc 14 giờ chiều thứ Sáu. Tốc độ dòng chảy cực đại là 2.170m³ mỗi giây, vượt quá mực nước cảnh báo là 1,19m. Quận Kỳ Giang đạt đỉnh vào lúc 16 giờ 38 phút hôm thứ Sáu, mực nước đảm bảo là 22,5m. Vượt mực nước đảm bảo 0,5m vào lúc 17 giờ 50 phút, mực nước cao nhất tại trạm Wucha trên dòng chính của sông Kỳ Giang là 202,6m vào lúc 20 giờ 42 phút tối thứ Sáu và tốc độ dòng chảy cực đại là 3.610m³ mỗi giây, vượt quá mực nước đảm bảo 2,32m. Cho đến nay, trận mưa xối xả đã ảnh hưởng đến hơn 860.000 người tại 126 thị trấn và làng mạc ở 11 huyện và quận bao gồm Vinh Xương, Giang Tân, Kỳ Giang, Vĩnh Xuyên, Đại Túc, Nam Xuyên, Bảo Nam, Du Dương và Tây Sơn, khiến 11 người mất tích, nước tràn vào các khu vực trũng thấp như phố Bắc Thành, đường Tân Giang và Cái Ba ở huyện Kỳ Giang, làm hư hại một số hồ chứa nhỏ với tổng thiệt hại kinh tế là 410 triệu nhân dân tệ. Sáng hôm qua, một nhóm công tác do Vương Tại Khâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học của Ủy ban Sông Dương Tử do Bộ Tư lệnh Phòng thủ Sông Dương Tử cử đến Trùng Khánh để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Thưa quý vị, kể từ đầu tuần, huyện Liên Thành, tỉnh Phúc Kiến có mưa liên tục, mưa to cục bộ đến mưa rất to. Lượng mưa tối đa ở thượng nguồn sông Bắc Tiền là 183mm, mực nước sông tiếp tục dâng cao. Sau cơn mưa vào chiều thứ Bảy, Giang Tú Phong và 24 người khác từ làng Tây Vệ đến đảo Cổ Long Đầu nằm ở trung tâm sông Bắc Tiền ở Liên Thành có diện tích hơn 300 ha để làm trang trại. Những người này bận bịu với công việc không ai để ý rằng do mưa lớn trên thượng nguồn, nước lũ đổ về khiến nước sông dâng nhanh, làm ngập con đường từ bờ sông ra cù lao giữa sông. Hơn 6 giờ chiều trời nhá nhem tối, khi người dân chuẩn bị về nhà sau một buổi chiều bận rộn thì phát hiện đường ra bờ sông đã ngập nước. Đối mặt với dòng lũ xối xả, người dân trong làng chủ yếu là phụ nữ và người già đã nhiều lần nắm tay nhau cố lội qua sông nhưng đều bị lũ cuốn trôi trong vòng 2 mét.
Lúc này, Hoàng Thu Sinh, người ở độ tuổi ngoài 40 đã quen với sông nước đã dũng cảm đứng dậy và mạo hiểm trước dòng lũ cuốn. Anh bơi ra bờ sông và chạy về làng cầu cứu. Nghe tin có 23 người bị lũ cuốn, làng lập tức cúp điện thoại báo cáo lên thị xã và huyện nhờ đến cứu. Vào trưa hôm Chủ nhật, tại làng Tây Vệ, thị trấn Bắc Tuyền, huyện Liên Thành, tỉnh Phúc Kiến, 23 dân làng, trong đó có Hoàng Ninh Hoa, đã được cứu sống sau khi bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt trên một hòn đảo biệt lập giữa sông trong 18 giờ. Sau khi nhận được cuộc gọi, các bộ phận liên quan ở tất cả các cấp trong huyện Liên Thành đều rất coi trọng nó. Quốc Hòa, phụ trách trụ sở kiểm soát lũ lụt sông Dương Tử của quận, đã liên tục thông báo về tình hình cứu hộ qua điện thoại. Các nhân viên an ninh công cộng đã vội vã đến làng Tây Vệ và hợp tác đầy đủ với các quan chức của thị trấn Bắc Tuyền để thực hiện công tác cứu hộ một cách toàn diện. Lúc này trời đã tối hẳn, thị trấn Bắc Tuyền đang mưa rất to, nước sông vẫn dâng cao, lũ ngày càng dữ dội. Con sông vốn rộng hơn 30m, nay đã rộng hơn 70m nên công tác cứu hộ gặp rất khó khăn. Lũ về quá nhanh không thể bơi qua sông, thuyền bè trong làng quá nhỏ, chèo bằng tay không cẩn thận có thể bị lật úp khi lũ lên nhanh. Lực lượng cứu hộ trong quận đã thử 6 hoặc 7 phương pháp, tất cả đều thất bại do trời tối và nước chảy xiết. Cuối cùng, qua nghiên cứu tại chỗ của lực lượng cứu hộ đã xác định rằng đêm hôm đó lũ sẽ không tràn qua đảo nên quyết định đợi đến khi nước chảy chậm lại vào ngày hôm sau mới dùng thuyền xung kích đến cứu. Sau đó, huyện điều động thuyền xung kích đưa bánh bao, nước khoáng, quần áo ấm đến đảo biệt lập, đồng thời bố trí cho những người bị mắc kẹt nghỉ ngơi qua đêm tại phòng quản lý trại vịt trên đảo biệt lập. Các cán bộ chính quyền của thị trấn Bắc Tuyền ở Liên Thành thay phiên nhau túc trực bên sông để liên lạc với những người dân bị mắc kẹt trên đảo nhằm ngăn nước sông dâng cao trở lại và nhấn chìm hòn đảo. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, mưa lớn đã tạnh, nước sông dần chảy chậm. Đội cứu hộ của huyện Liên Thành đã cử các thuyền xung kích đến giải cứu những người bị mắc kẹt lên bờ thành 3 đợt. Cảm ơn các bạn đã dốc toàn lực giải cứu và để chúng tôi thoát nạn kịp thời. Một người dân làng 78 tuổi Hoàng Ninh Hoa xúc động nói lời cảm ơn. Quý vị thân mến, theo Tân Hoa Xã Bắc Kinh, từ đầu tuần trước, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác có mưa bão lớn. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan quốc phòng, tính đến thời điểm hiện tại, 12 người ở Bắc Kinh và Hà Bắc đã chết hoặc mất tích do mưa lũ và tình hình lũ lụt chi tiết đang được xác minh thêm. Từ hôm thứ Hai và thứ Ba tuần trước, lượng mưa trên cả nước chủ yếu tập trung ở vành đai mưa từ thượng lưu sông Dương Tử đến phía Đông Bắc, khu vực có cường độ lớn nhất chủ yếu ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và thượng nguồn sông Dương Tử. Lượng mưa trung bình trên bề mặt là 270mm, lượng mưa điểm cực đại là 560mm, lớn nhất kể từ năm 1949. Do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, hơn 10 con sông bao gồm thượng lưu sông Dương Tử, trung lưu sông Hoàng Hà và thượng lưu sông Siao, sông Hải Hà và sông Đại Khánh đã trải qua những trận lũ siêu cấp. Đến 1 giờ chiều thứ Ba, mực nước đỉnh lũ tại kênh Bắc Lưu vực sông Hải Hà là 19,77m, lưu lượng tương ứng là 1.590m3 trên giây, cả về mực nước và lưu lượng đều đứng thứ nhất trong kỷ lục đo đạc kể từ khi thành lập Trung Quốc mới. Vào thời điểm đó, mực nước tăng lên 19,22m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 555m3 mỗi giây. Cả mực nước và tốc độ dòng chảy đều được xếp hạng đầu tiên kể từ khi hồ sơ đo lường thực tế bắt đầu vào năm 1958. Theo thống kê, trong quá trình cứu hộ và cứu trợ thiên tai do mưa lớn, Bắc Kinh đã điều động tổng cộng hơn 12.000 lực lượng cứu hộ thoát nước khẩn cấp và quân đội túc trực, 510 phương tiện kiểm tra đường bộ và tổng cộng hơn 1.000.000m3 thoát nước. Nước ngập úng về cơ bản đã được xử lý xong trước 6 giờ và 30.695 người ở các khu vực dễ bị lũ lụt và lở đất đã được di dời khẩn cấp. Hơn 70.000 người đã được di dời đến Bảo Định, Thừa Đức và hơn 5.600 ở các khu khác bị lũ lụt đe dọa ở tỉnh Hà Bắc. Người dân được tổ chức tuần tra bờ kè để kiểm tra mức độ nguy hiểm và giải cứu cảnh quan Yasampo. Hơn 100 du khách bị mắc kẹt trong khu vực. Ngoài ra, cơn bão nhiệt đới số 4 năm nay dự báo sẽ đổ bộ dọc bờ biển từ phía Đông Hải Nam đến phía Tây Quảng Đông từ tối thứ Tư đến rạng sáng thứ Năm. Bị ảnh hưởng bởi bão, dọc theo bờ biển phía Nam Trung Quốc sẽ có mưa to đến rất to từ Đông sang Tây, trong đó có mưa lớn ở các vùng phía Tây Quảng Đông, Bắc Hải Nam và Nam Quảng Tây. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã ban hành thông báo tới 4 tỉnh Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến, cũng như Bộ Tư lệnh Phòng chống lũ lụt Châu Giang và Thái Hồ để lên kế hoạch và triển khai công tác phòng chống bão trước. 5 cảnh báo sớm đã được đưa ra trong vòng 24 giờ và Trương Quang Ninh đã yêu cầu làm tốt công việc phòng chống ngập úng đô thị.
Đầu tuần này, cũng do ảnh hưởng của dạnh áp thấp gió mùa, khu vực nội thành Quảng Châu có mưa to đến rất to. Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày hôm qua, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ lần đầu tiên được phát ra trong năm nay và 5 tín hiệu cảnh báo thời tiết đã được phát ra ở Quảng Châu trong vòng 24 giờ. Trụ sở chính của ba phòng thủ thành phố cũng đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 1 đối với mưa bão. Trường Quảng Ninh, Bí thư Thành ủy yêu cầu tất cả các địa phương thực hiện trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và làm tốt công tác phòng chống ngập úng đô thị. Thị trưởng Vạn Thành Lương chỉ đạo tất cả các địa phương cần làm tốt công tác phòng chống mưa bão theo kế hoạch và tăng cường phòng thủ các khu vực yếu. Mưa lớn bắt đầu rơi ở Quảng Châu vào ngày hôm kia và trạm khí tượng đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 23 giờ 22 phút đêm ngày hôm kia. Một giờ sau, mưa to dần, đài khí tượng đổi cảnh báo mưa dông màu cam. Kể từ đó, mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực của Quảng Châu và mưa sẽ tiếp tục. Đài quan sát khí tượng đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ đầu tiên trong năm nay và đã không bị hủy bỏ cho đến 7 giờ 45 phút sáng ngày hôm qua. Trận mưa xối xả ngày hôm đó tưởng chừng đã dứt, bất ngờ đến chiều, hệ mây mưa dày đặc lại ập đến. Lúc 17 giờ 32 phút, đài khí tượng phát tín hiệu báo mưa dông màu vàng. Lúc 18 giờ 1 phút, tín hiệu màu xanh cảnh báo dông lốc và gió giật mạnh được phát đi. Chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn từ khoảng 22 giờ tối thứ ba, một số tuyến đường trũng thấp hoặc các tuyến phố nội ô trong nội đô liên tục bị ngập nước, trong đó có 28 điểm ở khu vực trung tâm thành phố bị ngập nước ít ngày. Trong số các điểm nghiêm trọng hơn là đại lộ Trung Sơn trước Học viện Ngoại ngữ Nam trên đại lộ Bạch Vân và đường Đông Vận Thành. Ngoài ra, một cục viễn thông bị sập tại đường bộ số 37 Trúc Giang Emma. Theo thông tin thảm họa do Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thảm họa quốc gia công bố vào hôm thứ Tư, thảm họa mưa lũ, lũ lụt, gió lớn và mưa đá kể từ đầu tháng đến nay đã khiến 467 người chết hoặc mất tích ở Trung Quốc. Kể từ đầu tháng này, hầu hết các vùng của Trung Quốc đều có mưa lớn, bao gồm thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông bão ngắn hạn, gió mưa và mưa đá dẫn đến Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương và 29 tỉnh và khu tự trị. Có 1.439 quận và một số trung đoàn của Quân đoàn xây dựng Tân Cương đã phải hứng chịu lũ lụt, sạt lở đất, lở núi và mưa đá. Trong số đó, vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử và khu vực Tây Nam hứng chịu những đợt mưa lớn liên tiếp. Chiết Giang, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quý Châu và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Theo thống kê từ Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia, tính đến 14 giờ chiều thứ Tư hôm qua, thảm họa mưa lũ rõ rệt và mưa đá kéo dài kể từ đầu tháng này đã khiến 67,94 triệu người bị ảnh hưởng, 355 người chết do thiên tai, 112 người mất tích, 2,383 triệu người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, thiệt hại kinh tế là 63,26 tỷ nhân dân tệ. Gần đây, huyện Vân Xuyên, tỉnh A Ba, tỉnh Tứ Xuyên đã hứng chịu những trận lũ lụt và lở đất lớn nhất trong hơn 50 năm qua, gây thiệt hại nặng nề. Nhà cửa và đất canh tác bị cuốn trôi, cầu bị sập, hệ thống điện và đường xá bị gián đoạn ở hầu hết các khu vực. Huyện Vân Xuyên, tỉnh A Ba, tỉnh Tứ Xuyên gần đây đã gặp phải trận lũ quét và lở đất lớn nhất trong hơn 50 năm qua, gây thiệt hại nặng nề. Nhà cửa và đất canh tác bị cuốn trôi, cầu bị sập, hệ thống điện và đường xá bị gián đoạn ở hầu hết các khu vực. Nhà máy thủy điện Long Tan nằm trong đặc khu Âu Long đã làm ngập đập để tạo thành một hồ chắn. Tin tức Weibo chính thức của Nam Đô Thị Nhật Báo cho biết, cho đến nay thảm họa đã giết chết 9 người, 35 người mất liên lạc và 3 người bị thương nặng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, quận Vân Xuyên, quận Ly, quận Mao, quận Song Bàn và những nơi khác bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, trong đó Vân Xuyên là nặng nhất. Và sáng sớm hôm thứ Bảy, lũ lụt, sạt lở núi, lở đất tạo thành hồ chắn nước đã xảy ra ở 19 thị trấn, đặc biệt nghiêm trọng ở thị trấn Tam Giang, thị trấn Thủy Mặc và thị trấn Miên Lộ. Phóng viên đã gọi vào điện thoại di động của nhiều người dân trong vùng thiên tai, nhưng họ không liên lạc được. Hôm Chủ nhật, một số khu vực đã được cấp điện, nhưng vẫn còn những khu vực không được kết nối, vẫn bị cắt nước. Lũ lụt lớn nhất trong gần 60 năm, trên con đường ở làng Long Tân, thị trấn Genda, gần 100 ô tô của người dân bị lũ quét cuốn vào một chỗ, toàn bộ hoa màu trong làng bị tàn phá, hầu hết các ngôi nhà một tầng đều bị nhấn chìm.
một người phụ nữ ở làng Hưng Phúc, thôn 1 nói với phóng viên The Epoch Times rằng những người lớn tuổi trong làng nói rằng đây là trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1964. Mọi người đang ngủ thì khoảng 2 đến 3 giờ lũ về bất ngờ. Thôn 2 và 3 bị ảnh hưởng nặng nề, thôn Long Đàm bị ảnh hưởng nặng nhất. Bà cho biết do nhà bà ở trên địa hình khá cao nên lũ không cuốn trôi nhà cửa. Có nhà bị cuốn trôi cả người và nhà theo dòng lũ dữ nên mất liên lạc, hoa màu bị cuốn trôi hết nên gây thiệt hại nặng nề. Những người mất liên lạc không có tín hiệu điện thoại di động cho đến tối. Một số nơi không được kết nối điện cho đến 8 giờ ngày hôm sau, có lẽ đã không còn hy vọng và không có khả năng sống sót. Còn những người mất tích khác, hiện tình hình chưa rõ như thế nào. Năm nay chắc chắn không có thu hoạch và tôi không biết phải làm gì trong những ngày tới, bà nói. Một nam du khách ở khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Ngọn Long đã đăng tải đoạn video kể lại khoảnh khắc kinh hoàng mà anh trải qua. Anh ấy nói rằng anh ấy đã từng trải qua trận động đất ở Vân Xuyên trước đây, nhưng lần này nó thậm chí còn mạnh hơn và kinh thiên động địa. Trận lở đất dữ dội chôn vùi chiếc xe dưới lòng đất, tiếng đá va vào xe ban đêm rất lớn và kinh hoàng và nó kéo dài khoảng 2 giờ. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến trưa ngày thứ ba, lũ quét và sạt lở đất đã phá hủy 900 ngôi nhà, 2.065 trang trại bị ngập, 2 hồ chứa và đập bị hư hại, hơn 115 km đường ống nước sạch bị hư hại dẫn đến không có nước uống, còn doanh nghiệp vừa và nhỏ bị thiệt hại nặng nề. Hôm thứ Tư, tin chính thức từ huyện Vân Xuyên cho biết tính đến 17 giờ chiều thứ Ba, hơn 100.000 người trong huyện đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất và thiệt hại kinh tế trực tiếp là khoảng 3,8 tỷ nhân dân tệ. Nhà máy thủy điện Long Tân làm ngập đập và hình thành một hồ chắn có thể vỡ bất cứ lúc nào. Một nữ dân làng cho biết do lượng mưa bất ngờ nên nước mưa ở vùng núi đã bão hòa, thiên tai rất nghiêm trọng ở thị trấn Ngọn Long, cách nơi ở của cô khoảng 15 km, nơi đập thủy điện Long Tân gây ngập lụt và tạo thành hồ, dẫn đến hậu quả là giao thông bị gián đoạn. Theo báo chí đưa tin, các cửa xả lũ của đập thủy điện Long Đàm không thể mở được. Vào sáng thứ Ba, mực nước của thủy điện là khoảng 1.641m, cao hơn đỉnh kè khoảng 4m và sẽ lại phải đối mặt với rủi ro thiên tai rất là cao. Nhà máy thủy điện Long Tân là một nhà máy thủy điện cấp 4 trên dòng chính Ngọc Tử Hy, một nhánh cấp 1 của sông Mân Giang và trực thuộc công ty năng lượng Senhua Tứ Xuyên. Nhiều người ở thị trấn Tam Giang mất tích. Chủ làng nước Tam Giang, thị trấn Tam Giang cũng cho biết đây là trận lũ lớn chưa từng có trong hàng chục năm qua, địa phương không có bộ phận liên quan nào đưa ra cảnh báo sớm. Do lũ quét bùng phát lúc 1-2 giờ, đến gần sáng mọi người còn đang ngủ say, có người bị lũ cuốn trôi, hoa màu trên đồng bị vùi lấp. Có rất nhiều người mất tích hiện vẫn chưa có tin tức gì. Cô nói những người bị cuốn trôi phần lớn đều là người ngoài, đều mua nhà ven sông để ở. Hôm thứ Ba, viễn thông địa phương bị gián đoạn đến 19 giờ tối mới có điện. Ngoài ra, đường giao thông bị chặn và thực hiện kiểm soát giao thông các phương tiện chỉ được phép vào mà không được ra. Một người dân khác ở thị trấn Đại Thủy, quận An Châu, thành phố Miên Dương cho biết, gần đây lũ lụt xảy ra ở khu vực địa phương, toàn bộ lúa trên đồng đều bị nhấn chìm, chính quyền không trợ cấp gì, thiệt hại do nông dân tự gánh chịu. Trước đó, một trận động đất 8,2 độ Richter xảy ra ở Vân Xuyên, trận động đất ảnh hưởng đến các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc. Nền văn hóa của các dân tộc thiểu số bị tàn phá nặng nề và thương vong cũng rất nặng nề. Điều khiến người dân phẫn nộ là nhiều tòa nhà trường học bị sập trong động đất vì các dự án đậu phụ, dẫn đến cái chết của một số lượng lớn học sinh. Thế giới bên ngoài từng đặt câu hỏi về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu cảnh báo động đất để tổ chức thành công Thế vận hội Olympic. Cục động đất Tứ Xuyên đã phát hiện dấu hiệu của động đất trước trận động đất, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm tiết lộ thông tin này, do đó số lượng nạn nhân cũng giảm đi rất nhiều. Theo báo cáo của Bộ Dân chính Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến hôm thứ Bảy, trận động đất ở Vân Xuyên đã giết chết 69.227 người và khiến 17.824 người mất tích. Số học sinh thiệt mạng chính thức là 6.376 người chết, 1.274 người mất tích và 1.107 người bị chôn vùi trong ngôi trường bị sập. Tổng cộng chỉ còn 8.757 người. Vào đầu tháng 4 vừa qua, tại một cuộc họp của người Hoa ở San Francisco, Hoa Kỳ, Phúc Hổ, một thành viên của Liên đoàn Ba Thư đã công bố số người chết trong trận động đất Vân Xuyên ở Tứ Xuyên mà họ điều tra. Theo ước tính sơ bộ của chúng tôi, số người chết là khoảng 300.000, số học sinh tử vong là hơn 30.000, trong đó có nhiều trẻ em mẫu giáo.
Thưa quý vị, trận mưa xối xả đổ bộ vào miền Trung và miền Tây Trung Quốc hôm Chủ nhật đã bước sang ngày thứ 3. Tính đến nay, ít nhất 76 người thiệt mạng, 92 người mất tích và ít nhất hàng nghìn người mắc kẹt. Số người chết, bị thương và mất tích tiếp tục tăng. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã cảnh báo rằng lực lượng cứu hộ phải đối mặt với một cuộc chạy đua với thời gian khẩn cấp. Số người chết gia tăng đã dẫn đến cảnh báo thảm họa cho Sơn Tây, Cát Lâm và các tỉnh phía Tây Thanh Hải, Cam Túc. Theo hãng thông tấn CCTV của Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc từng ban hành lệnh sơ tán hoặc khuyến cáo đối với 4,72 triệu người dân, đồng thời khoảng 48.000 nhân viên, lực lượng phòng vệ, cảnh sát và lính cứu hỏa đã được huy động để tìm kiếm cư dân mắc kẹt. Ông Lý, người đã thành lập một trung tâm ứng phó khẩn cấp cho biết, công việc cứu hộ là một cuộc chạy đua với thời gian. Ông nói thêm rằng các nhân viên cấp cứu đang làm hết sức mình để tìm kiếm những người mất tích và giải cứu những người bị mắc kẹt trong nước lũ. Người phát ngôn chính phủ Trung Quốc cho biết, hầu hết những người mất tích ở khu vực phía nam của tỉnh Sơn Tây, Cát Lâm, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo cao nhất đối với các khu vực bị ảnh hưởng, cho biết lượng mưa tích lũy trong 3 giờ là 62,3mm, tại một khu vực của tỉnh Cát Lâm là cao nhất kể từ năm 1976. Trận mưa bão tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua đã gây ra lũ lụt và lở đất. Lũ lụt thậm chí còn khiến bờ sông bị sập, cầu bị cuốn trôi và dịch vụ tàu cao tốc bị đình chỉ trên phần lớn miền Tây Trung Quốc. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ô tô bị cuốn trôi và người dân trú ẩn trên nóc những ngôi nhà ngập nước. Hãng tin Kyodo đưa tin hàng trăm người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị phá hủy trong trận mưa lớn. Một số người thiệt mạng trong vụ lở đất ở Cát Lâm, trong khi lực lượng cứu hộ kéo nhiều thi thể từ dưới những ngôi nhà bị sập ở Tứ Xuyên. Người dân Tứ Xuyên cho biết mưa xối xả còn tồi tệ hơn mùa hè năm 2014 khi mưa xối xả gây ra lở đất khiến 77 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị khán giả, mạng tin tức Quảng Tây cho biết đỉnh lũ lớn nhất năm nay của sông Vĩnh Giang đã vượt qua Nam Ninh an toàn vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy. Mức nước đỉnh lũ là 66,75m, bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn thứ 5 từ thứ 3 đến ngày thứ 6. Sông Vĩnh Giang và lưu vực sông Tả Giang và sông Hữu Giang ở thượng nguồn thường có mưa lớn gây ra lũ lụt. Mực nước của trạm thủy văn Sủng Tả trên sông Tả Giang đã bắt đầu dâng lên từ 7 giờ sáng thứ Tư và đỉnh lũ xuất hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu với mực nước tăng 1,82m đến 4,29m. Theo giám sát của trạm thủy văn Nam Ninh, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của các con sông Tả và Hữu, mực nước của trạm thủy văn Hữu Giang Nam Ninh bắt đầu dâng lên từ 12 giờ trưa thứ Tư và mực nước tăng nhanh vào hôm thứ Sáu, tối đa là 0,12m trên giờ. Đến 14 giờ chiều ngày thứ Bảy, đỉnh lũ xuất hiện, mực nước đỉnh lũ là 66,75m, tăng 2,83m, lưu lượng dòng chảy 3.680m3 trên giây. Mực nước kiểm soát lũ là 69m, nó bắt đầu rơi chậm vào lúc 8 giờ tối hôm đó và dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến bờ biển. Theo PAN, quản lý công viên nước cho biết mực nước sông Vĩnh Giang tăng lên 68,5m mới ảnh hưởng đến công viên này, vì vậy công viên nước vẫn mở cửa bình thường. Hiện nay, sông Vĩnh Giang đã bước vào mùa lũ chính, mưa lớn cục bộ vẫn có thể khiến nước sông dâng cao. Cục Thủy văn cũng khuyến cáo các đơn vị làm tốt công tác đề phòng lũ lớn, đồng thời phải chú ý đến sự thay đổi chế độ nước để vượt lũ an toàn. Theo một phóng viên của Tân Hoa Xã cho biết, quá trình mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc về cơ bản đã bắt đầu và các con sông lớn ở Giang Tây, Hồ Nam và các tỉnh đã bắt đầu có lũ. Tất cả các sông nước đã rút dâng cao trên mực nước cảnh báo. Tuy nhiên, xét thực tế là mực nước của đoạn Cửu Giang thuộc dòng chính của sông Dương Tử và Hồ Bà Dương đã vượt quá mức nước cảnh báo và mực nước của Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương vẫn đang tăng lên. Từ 16 giờ chiều thứ Bảy, ứng phó khẩn cấp chống lũ được điều chỉnh từ cấp 4 lên cấp 2.